Rồi em xin chào tất cả mọi người, quay lại với kênh Khám Phá Săn Bắt của em. Thì ngày hôm nay em tiếp tục đi câu vít mọi người. Hôm nay biển nó lại êm hơn mấy hôm trước rồi nè. Đó, thì hôm nay là sẽ câu vít được nha. Thì con mồi em câu là con mồi 30 gram nha. Cần thì là cần 1m8, cần này thì cũng là cần người ta tặng em á. Với lại cái máy thì máy Tradit SW5000 XG mọi người. Thì dây em xài là dây BE3 nha. Leader thì leader 30 lb, thường thì em sẽ tóm là 3 m với lại 2 m rưỡi nha, để cho nó nhảy cá mọi người. Tại vì mình xài con mồi 30 g á, thì con mồi 30 g mọi người coi trên kênh em thì mọi người cũng biết rồi. 30 g thì câu khu vực này rất là nhảy nha. Thì khu vực em câu thì nước thì trung bình từ 30 đến 70 nha mọi người. Thì cái điểm em câu là điểm ở bãi đầm chầu, thì từ cách bãi đầm chầu mình chèo ra bên tay phải tầm 300-400 m là đến điểm câu thôi. Thì em cũng không có định vị á, nên không có chính xác á, mọi người xem thông cảm với em nha. Thì đây là những cái vít đầu tiên nè, mong cho mọi người bữa nay theo dõi cái buổi đi vít của em ngày hôm nay nha. Cần em kéo lên không? Cần em kéo dây em lên không để dướng đây. Mạnh mình dính cá mọi người. Vô nghe, vô nghe. Dính dây em mà, dính dây em mà. Anh bự nha. Em kéo mình cho chắc để dính dây đứt. Cho nó chậm lại dây rồi đó không? Ừ. Cả vô đứt. Nặng nghe, nó bự quá. Rồi cái gì đây anh, ông anh mở bát trước cái gì anh ơi. Trời, vừa kéo vừa thở gì để xỉu quá. Đừng chửi, đừng chửi. Bự nghe, nhỏ đâu. Đó, bự, bự, ui. Cá bự, cá bự. Anh mình mở bát cá bự đầu tiên mọi người ơi. Được nha, con này chạy có gớt nha. Mũ đỏ, ui mũ đỏ bự kìa, ui từ từ mũ đỏ bự kìa, ui trời, trời mũ đỏ nó bự nè, ui mũ đỏ nó bự nè ơi, trời ơi, ui không phải, ui bỏ bỏ vô cái túi nó, thả dây thả dây xả dây xả dây. Ôi ui, con đỏ nó bự kìa. Có bự, có bự. Có xảy ra miếng nó chạy không? Mà anh mình đánh cá bự nữa mọi người. Kéo lên, kéo lên, kéo lên luôn anh. Bự mọi người. Xả miếng không để đứt. Đứt thì không sợ đứt đâu. Xả miếng đi. Rồi rồi kéo lên đi, nhóc đâu cần kéo lên. Để nó chạy vô đá nữa. Ui mà ông anh mình dính cá thiệt bự luôn. Ui. Cố lên anh ơi, đừng có để xảy. Được được được, lúc nó đang kéo anh, lúc nó đang chạy anh đừng có kéo lên. Cố lên anh, cố lên anh. Cố lên anh ơi. Cá bự luôn người, cá siêu khủng luôn nghe. Ông anh mình dính cá khủng luôn người. Con này khủng rồi. Trời ơi. Sao đã dữ vậy? Anh mình dính cá siêu khủng, con này bự mọi người, con này sẽ phải 5-6 kg, 7-8 kg ăn lên, tại ổng chơi dây số 6 mọi người. Vô dây số 6 mà ổng còn siết chết nữa. Cá bự rồi anh ơi. Ôi cho anh kéo luôn, em không có. Trời ơi, cá nó bự kìa. Cá bự lắm. Trời ơi. Đừng đừng có chừng nó vô gạn nha. Ông anh mình dính cá bự người, nó không ăn của mình, nó ăn ông anh mình không à. Nãy ông anh mình dính cá mú đỏ, giờ ông anh mình dính cá này luôn.
Quá trời này dẫn anh đi quá trời, ông anh làm hết rồi, đuổi xuống mới được. Em thử vài cái rồi. Thôi, nó sảy lắm. Chân điểm luôn trời ơi. Đấy đây, em nghi có không có mú thông nữa đó. Xe khủng lên ơi. Rồi lên đây chắc xả máy cho chạy miếng đi. Đừng có ôm đứt á. Đứt anh ơi. Nãy giờ lên mấy mét rồi. Rồi để em lên phụ anh. Anh mình đang vẫn còn kéo mọi người. Sáu sắn ở đây nữa rồi. Không hụt sao không câu trọng. Đây cho em miếng rồi. Thôi để anh chơi luôn đi, đưa qua cho em mất công ấy nữa. Thôi đến chảy không chữ chết. Xả miếng được rồi đó. Xả miếng được rồi đó, đừng cương nữa. Nghe đời em xả miếng đi, lên đây là hết vô gạn nổi rồi. Đây là hết vô gạn nổi rồi anh ơi. Quay xéo người qua đây để em quay phim. Quay xéo người qua đây. Nghe là em xả ra miếng đi. Xả chưa? Ừ. Lên đây rồi là không có sợ đâu. Rồi là hết cơ hội vô gạn rồi đó. Ui, dây số 6 nha mọi người. Dây này dây số 6 luôn nha. Lít đờ bao nhiêu? Lít đờ có 27 mọi người. Lít đờ thì hơi yếu xíu nha. Con này nó còn khỏe lắm. Ui. Cá khủng mọi người ơi. Cá dưới biển sao biết được mà thu. Một ký. Lụm nó thôi. Vô 2 lưỡi luôn hả? Yếu chưa, đưa đem liếm gái coi. Ê, đừng có để dây dụng vậy. Đây là liếm gái coi. Ủa sao cái nó bị hơi tù xíu. Đấy, thử mọi người ơi. Thử cá bự manh không đưa cho liếm nhẹ cái nè. Wow. Ui, bự lắm mọi người. Khâu thì khâu. Ây da. Giờ này là hết rồi đấy hả? Nó bị tuôn á. Sao khó câu vậy? Mú thông rồi. 80% là mú thông rồi. Ui, lấy con 80g mà 40g ra đưa cho tôi câu đi chứ anh định dính hết hay gì? Con 30g. Ồ lên anh ơi. Có gì không bác? Không bác. Ủa mày quýt. Mày đốm. Chúa con mày đốm nó bự nè. Ủa em nói đây có cá mày đốm khủng không? Ủa trời mày đốm thôi đừng hai lưỡi móc vô mỏ. Đừng có nắm dây móc vô mỏ. Ủa con mày đốm. Nè cầm dây ngoài đốm rồi cầm để em quay nè. Cầm cá lên để em quay. Em nói đây có mày đốm bự mà chưa có dính được nè, thấy không? Mày đốm khủng mọi người. Ôi. Mày đốm khủng nghe. Ba. Em ơi. Em ơi. Con nhỏ à. Ấy rồi. Còn em thì nằm dưới biển. Còn em nằm cái đầu dưới biển. Mày đốm chạy ghê lắm. Mày đốm chạy ác lắm. Chạy
anh xả dữ lắm. Mày đốm này người ta xả chạy lắm. Mày đốm này đâu vô gạn đâu. Ít vô lắm. Trừ khi anh câu ngâm á, chứ câu vít này cũng khó. Đúng rồi. Mà dễ vậy đây, không có cá mè quịt bự ở đây, không có mè quịt đâu. Mày đốm không à? Cái gì ăn sẵn ở dưới luôn. Nhỏ mà nó mua đậu quá. Trời ơi, không có cá nhồng. Cá nhồng người ơi. Ghê quá. Trời cắn vô lưỡi này hình không đứt. Gớm quá. Cắn lưỡi không đứt nè. Để anh coi nè. Cá mọi người. Giờ mới được con bự ăn. Lạng 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 rồi ta. Cái gì vậy? Giống nghe này chi nặng chết luôn. Món nó mở luôn. À, bây giờ trời mưa rồi. Mưa quá hai anh em vô đây núp rồi sẵn nè, ông anh ổng có cây cân nè. Có mua đỏ dở chết rồi. Cần cá mua đỏ với cá mì đốm nha. Đó là em dính được con cá nhồng với con cá với con cá gốc thì em không cần. À không không nha mọi người. Quay kỹ lên nè. Để cần cá mua đỏ thử xem được bao nhiêu nha. Thì em đón con này tầm 1.4 kg mọi người. Đó, xem có chính xác không nha. Úi. Mắc vô mang á. Không vô găng sao được. Vào lùi vô mà nha. Rồi không vậy. Bấm lại bấm đi. 1.5 kg. Ui con này 1.5 kg lận. Khủng nha. Đó nói chính xác không? Nãy nó 1.5 kg mà thấy sợ hơi hố rồi. Đổi lại. 1.5 kg. Ký 5 à, con này 1.5 kg nha. Để bà cần cá mè đốm. Mưa lớn lắm mọi người, không có câu được. Đấy. Mè đốm này em đón tầm 5 kg quá. Mè đốm mập lắm mọi người. Nó ngu à. Đốm ú lắm luôn nha. Ôi ôi. Đốm nhìn xuất sắc luôn người ơi. Ôi, không thơm. Đốm này ăn đã lắm luôn. Không thơm nha. Không thơm, không thơm. Ôi trời. Nặng luôn. Rồi, dỡ lên, dỡ lên. Được không, được không? Hơi khó cần xíu mọi người. 5 kg. Ui 5 kg nha. 5 kg mốt. 5 kg mốt. Rồi ok xong đó mọi người. 5 kg mốt nha. Thì đợi hết mưa xong thì em sẽ tiếp tục với ông anh ra ngoài chiến tiếp nha mọi người. Tại vì nó hơi có gió á. Hơi khó câu xíu nha. Cá bự. Chạy máy rồi. Xảy rồi. Mới xảy cá bự người ơi. Ui em sóc cỡ đó mà còn xảy nữa trời. Bự mọi người. Ừ, nó đảo máy á. Cái này sao bị hai ngóc miệng không? Gì kỳ vậy? Ừ, xui thiệt anh ơi. Cá bự ghê. Sóc cứng ngắc luôn, máy chạy rồi đó. Máy em siết chết rồi.
Ôi trời, xui thiệt đó chứ. Từ từ nó sẽ quất đóng lại. Mà mày chạy ghét ghét rồi. Gì chứ không biết. Máy chạy là không bao giờ cá nhỏ đâu. Thêm miếng nữa luôn. Hay là vô chỗ cái phao mình đi. Biển nghiêm này mình trèo lên trèo xuống câu ngay điểm được đó anh. Không cần xuống dưới kia đâu. Những người. Đừng đừng chèo, đừng chèo. Để nó kéo thôi. Con này vừa không bự lắm. Em siết chết máy luôn. Vậy. Manh mình xảy nữa người. Coi cái gì nha. Siết chết máy nên nó cũng không có chạy được mấy á. Ui, cái độ mép nó bự nè. Trời ơi. Ui vậy. Mét khủng lồ luôn rồi. Hai lưỡi luôn. Ui, con cá độ mép nè. Ui la chàng ơi. Wow. Ô, hên quá chính con rồi. Ui, con độ mép nó bự nè. Ô, chụp cái đã nha. Dạ, cá hiếu rồi á, còn hơi hiếu nè, cá khế rồi á. Khế dính ngang á, khế hoặc cá chim nhỏ à. Không cái chim phải không, chim khế phải không, ai chim khế mọi người coi nha. Ok tắt chiến tiếp mọi người. Điểm mà cá chưa ăn nữa ta. Điểm đang ăn nó cạn không à.
Cái gì dễ dữ vậy? Cái gì dễ vũ lửa dữ vậy? Thấy chưa? Manh mình dính luôn mọi người. Khơi khơi khơi. Chừng dính dây em, dính dây em. Khơi 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 khơi. Ui, manh mình dính luôn nha. Khơi bự nha. Ui, khơi bự lắm. Ui, khơi khủng. Đừng có ôm máy, đừng có ôm máy. Nó chạy đừng có ôm máy. Manh mình dính cá bự luôn người. Đây đây. Khơi khơi bự nha. Ông anh mình em mình đang kéo cái quay qua, ông anh dính cá luôn, anh em dính cùng nhau một lúc luôn. Rồi xong xảy rồi mọi người, dính cá luôn người. Mày quậy đi, mày cứ đứng ở đây rồi. Rồi thấy rồi. Ôi. Ôi. Tình nữa chứ. Cá khới dễ xảy lắm mọi người, cá khới nó dễ xảy lắm. Ôi trời. Khới xảy nghe. Ôi chán thiệt, cái chưa kéo gần lên rồi. Nó ăn sẵn em dưới luôn rồi mà. Ăn dưới đấy á. Gì trôi dữ vậy? Xì nha, sẵn cá khới bự nữa rồi. Mới nhanh lên xong dừng nhịp giống em á, cái khế hàng xong dừng lên cái quay tầm 10 cái xong dừng, 10 cái xong dừng. Sắp lên nè. Khế nữa chứ không đâu vậy. Khế á, ăn lửng mà. Ăn lửng mà. Ăn 30 mét nước trên. Khế bự á, thấy không? Khế bự mà dính ngang. Ôi. Bự, khế bự, khế bự. Dính dạ.
Cá khế nó bự rồi mọi người ơi. Khế bự nữa nha. Khế bự mọi người. Ồ, cá khế nè mọi người. Bự quá bự. Bây giờ trời cũng tối mọi người, chắc lên trên bờ em sẽ tổng kết cho mọi người cùng xem á. Thì ngày hôm nay đi cũng rất là trúng mánh nha. Em thì cũng may mắn dính được hai con cá bự sau cuối này. Còn cái ông anh đi trải nghiệm cùng em á thì hôm nay rất là may mắn dính hai con cá rất là giá trị nha. Thì bây giờ chèo vô trong bờ mọi người. Trời nó cũng tối rồi. Về nhà thì có đèn á, em sẽ tổng kết cá cho mọi người xem nha. Thì em rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Thì em hẹn tất cả mọi người video sau. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Rồi, bây giờ về chỗ này sáng luôn rồi mới quay được nha. Thì để tổng kết cá cho mọi người cùng xem luôn. Hôm nay những cá lớn rất là nhiều nha mọi người. Cá khế này tầm 3-4 kg con rồi. Cá ký. Đây, hàng cá khế bự này dính sau cùng. Rồi. Cá mú đỏ này thì dính đầu tiên nha. Con này thì lúc nãy vô trong kia có cân rồi, 1,5 kg. Đây. Đỏ mép nữa nè. To lắm nha mọi người. Dạ. Ôi đây là con cá khủng nhất ngày hôm nay nha. Đây cá mè đốm nha mọi người. Con này thì nãy cũng có cân rồi, 5,1 kg. Rồi đây còn cá tạp tạp không thôi. Đó, em xin kết thúc video đây nha. Em chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video sau.